đâu. Dạ, chúng ta đưa tay lên được không ạ? Đưa tay vẫy chào ban giám khảo ạ. Dạ. Xin mời ban tổ chức và ban giám khảo, quý vị đại biểu, khách mời đặc biệt cũng lên trên phía trước sân khấu. Chúng ta hãy giơ cao tay lên vẫy chào nhau một cách thân thiện nhất và đẹp nhất ạ. Dạ, đưa tay cao lên giùm em được không ạ? Dạ. Những cánh tay dễ thương của quý vị đâu ạ? Dạ rồi. Đưa cao lên ạ. Dạ, mạnh mẽ lên. Vẫn còn yếu lắm ạ. Tay quý vị đâu, đưa cao lên. Bởi vì quý vị đã đứng bên những người rất là rực rỡ, rất đẹp, đặc biệt là chị Cindy Trần đang đứng ngay trung tâm. Người đẹp đã được công nhận danh hiệu rất là biệt, lát nữa Tiến Bình sẽ bật mấy chú vị biết. Rồi bây giờ tay đâu, chúng ta sẽ cùng like nha, làm hành động like nha quý vị. Rồi 1, 2, 3, like. Dạ, thả tim. Tim đâu ạ, à? Thả nhiều nhiều lên ạ. À. Ngày nào ở nhà cũng thả trên Facebook, livestream hết. Tới đây mà không thả là coi như là bị thua nha. Dạ, mình thả càng nhiều tim thì chiến thắng càng thuộc về mình cao hơn à. Dạ, thả tim lần nữa nha. 1, 2, 3, thả tim, like. Thank you. Dạ. Một nữa à chị? Rồi, chúng ta đứng tiếp tục. Bây giờ vỗ tay phải không chị?